Theo Bộ Y tế, qua thống kê từ các địa phương, từ đầu năm đến nay cả nước đã ghi nhận 52.572 trường hợp mắc sốt xuất huyết, trong đó có 29 trường hợp tử vong. So với cùng kỳ năm 2021, số ca mắc tăng 74,9%, số ca tử vong tăng 24 trường hợp. Trong những tuần gần đây, số ca mắc sốt xuất huyết trên cả nước đang có chiều hướng gia tăng, đặc biệt tại các tỉnh, thành phố, khu vực miền Nam, với số ca mắc và tử vong liên tục tăng cao. Bộ Y tế dự báo thời gian tới sẽ bước vào những tháng cao điểm mùa dịch do thời tiết nóng ẩm, mưa nhiều, tạo điều kiện thuận lợi cho đàn muỗi truyền bệnh phát triển. Nguy cơ sốt xuất huyết vẫn còn diễn biến hết sức phức tạp, nguy cơ lây lan trong cộng đồng và gây bệnh là rất lớn. Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương để người dân không chủ quan, không hoang mang, lơ là và chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Trước tình hình số ca mắc sốt xuất huyết đang có chiều hướng gia tăng trên địa bàn cả nước, để bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và mọi người xung quanh, Bộ Y tế kêu gọi người dân mỗi tuần hãy dành 10 phút để diệt bọ gậy và thực hiện các biện pháp phòng bệnh sau đây để bảo vệ sức khỏe cho gia đình. 1. Kiểm tra phát hiện và diệt lăng quăng trong các dụng cụ chứa nước sinh hoạt bằng cách thường xuyên thau rửa, đậy nắp kín bể và các vật dụng chứa nước, thả cá để tiêu diệt lăng quăng. 2. Thường xuyên thay nước ở các lọ hoa, thả muối hoặc hóa chất diệt bọ gậy vào bát nước, kê chân trạn, bể cảnh, hòn non bộ, khay nước thải tủ lạnh. 3. Loại bỏ các phế liệu, phế thải, hốc nước tự nhiên, lật úp các vật dụng có thể chứa nước không sử dụng để không cho muỗi đẻ trứng. 4. Ngủ màn phòng muỗi đốt ngay cả ban ngày, mặc quần áo dài tay, dùng bình xịt muỗi, hương muỗi, kem xuông muỗi, vợt điện muỗi để diệt muỗi và phòng muỗi đốt. 5. Tích cực phối hợp với ngành y tế trong các chiến dịch diệt bọ gậy và các đợt phun hóa chất phòng chống dịch. 6. Khi bị sốt đến ngay cơ sở y tế để được khám và tư vấn điều trị, không tự ý điều trị tại nhà. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 21 tháng 6, khu vực Hòa Bình, Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Từ ngày 21 đến ngày 22 tháng 6, khu vực Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 38 độ C, có nơi trên 39 độ C, thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10 đến 18 giờ. Nắng nóng và nắng nóng gay gắt tại Trung Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 23 tháng 6, sau nắng nóng có khả năng dịu dần. Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn thổi mạnh, nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng ở khu vực Trung Bộ. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Theo các chuyên gia y tế, thì để phòng chống nắng nóng, người dân cần uống nhiều nước và cần điều chỉnh chế độ dinh dưỡng để tăng cường đề kháng hiệu quả. Và ngoài ra, thì người dân nên mặc trang phục nhẹ, rộng, thoáng mát, dễ toát mồ hôi. Khi ra đường thì cần mặc kín, tránh quần áo quá dày và tối màu vì sẽ dễ hấp thụ nhiệt, đội nón rộng vành, ưu tiên các loại có lỗ thông hơi, đeo kính râm để bảo vệ mắt. Và đặc biệt là nên hạn chế ra ngoài trời vào buổi trưa để tránh khoảng thời gian nhiệt độ tăng cao nhất trong ngày.